Xin chào tất cả các quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Easy Invoice của công ty Shopream. Đầu tiên thì thay mặt Shopream, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm hóa điện tử Easy Invoice trong suốt thời gian vừa qua. Trong quá trình mà cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng thì chúng tôi không ngừng nâng cao dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng cũng như là luôn luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng. Thì nhằm nâng cao sự trải nghiệm của người dùng thì trong suốt một năm vừa qua thì công ty Shopream đã tiến hành triển khai song song hai ứng dụng quản lý hóa điện tử đầu vào Easy In được tích hợp trực tiếp trên hệ thống hóa điện tử Easy Invoice và hệ thống hóa điện tử Easy Invoice phiên bản mobile app. Thì hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm hóa điện tử Easy Invoice trên mobile app. Thì để cài đặt ứng dụng thì đối với khách hàng nào mà đang sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android như mình đang sử dụng thì các bạn vào CH Play hoặc là App Store đối với những cái bạn nào đang sử dụng iPhone. Thì khi mà truy cập vào CH Play hoặc App Store ấy, thì các bạn tìm kiếm ứng dụng là Easy Invoice hoặc là hóa đơn điện tử Easy Invoice. Thì sau khi bạn tìm được cái ứng dụng Easy Invoice thì các bạn thực hiện cái việc là cài đặt, tải về và cài đặt. Quá trình cài đặt có thể mất khoảng độ từ 1 đến 2 phút. Đấy, các bạn vui lòng chờ chút. Được rồi, sau khi các bạn thực hiện cài đặt xong thì các bạn mở ứng dụng và các bạn thực hiện đăng nhập lên app mobile. Thì các bạn lưu ý là khi mà đăng nhập lên app mobile ấy, thì các bạn sử dụng luôn chính cái tài khoản mà công ty các bạn đang sử dụng trên phiên bản web mà các bạn đang sử dụng hàng ngày ấy. Thì hôm nay mình sẽ demo bằng một cái tài khoản demo của công ty mình. Thì hệ thống mobile app thì cho phép các bạn là tạo hóa đơn này, tra cứu, tìm kiếm, xem hoặc là sửa, xóa đối với những cái hóa đơn mà chưa ký, gửi email hoặc là gửi yêu cầu hỗ trợ. Thì để tạo một cái hóa đơn thì các bạn bấm vào cái nút dấu cộng ở giữa màn hình này. Đấy. Sau đó các bạn nhập thông tin liên quan đến bên mua hàng này. Thì thông tin bên mua hàng thì đối với những khách hàng nào mà trên phiên bản web app ấy đang có danh mục khách hàng thì hệ thống nó sẽ tự động bộ lên hệ thống mobile app để các bạn lựa chọn. Đấy. Các bạn chọn hình thức thanh toán này. Các bạn chọn hàng hóa này. Hàng hóa thì cũng như mình nói ấy, tức là bản chất là những cái hàng hóa nào mà cái danh mục hàng hóa mình đã lưu ở trên hệ thống web app thì nó sẽ tự động đồng bộ lên hệ thống mobile app cho các bạn. Sau khi các bạn lựa chọn xong các cái thông tin này thì các bạn có thể chọn cái ngày hóa đơn này, ngày các bạn muốn tạo hóa đơn hoặc là ký hóa đơn này. Đấy, sau đó các bạn ấn lưu hóa đơn này. Đấy. Sau khi lưu hóa đơn thì các bạn có thể là xem được hóa đơn này. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể là view được link của hóa đơn trước khi các bạn ký số. Đấy, hệ thống view cho các bạn từ hóa đơn này, các bạn có thể xem được từ hóa đơn mà mình vừa tạo này. Có thông tin liên quan đến đường link tra cứu hóa đơn này, mã tra cứu này, thông tin bên bán và bên mua này, thông tin về hàng hóa dịch vụ này. Đấy. Ở đây thì khi các bạn tạo hóa đơn ấy thì nó sẽ có các chức năng là xem này, xóa này, copy ra một bản mới này hoặc là phát hành hóa đơn. Thì các bạn lưu ý cho mình ấy là những cái khách hàng nào mà đang sử dụng cái chữ ký số HM của bên mình thì các bạn mới ký số được hoặc là phát hành được. Còn những khách hàng nào mà không có cái chữ ký số HM ấy thì các bạn chỉ có xem hoặc là xóa hoặc là copy hóa đơn thôi. Đấy. Ở ngoài cái chức năng là tạo hóa đơn ấy thì các bạn có thể xem báo cáo hóa đơn bằng cách là bấm vào cái chức năng thống kê này. Ở chức năng thống kê này thì các bạn có thể là ở chức năng thống kê thì các bạn có thể là thống kê theo giải hóa đơn, thống kê theo thời gian. Đấy, nó có các biểu đồ để hỗ trợ các bạn cái việc báo cáo. Nó thống kê theo các cái trạng thái hóa đơn như là hóa đơn phát hành, hóa đơn đã hủy, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn chưa ký. Đối với các hóa đơn đã tạo ấy thì các bạn vào danh mục hóa đơn này, các bạn chọn những cái hóa đơn mà các bạn có nhu cầu thao tác các cái hành động như kiểu là sửa xóa
hoặc là gửi mail ấy, thì các bạn chọn đến cái hóa đơn, sau đó thì các bạn tìm đến, các bạn thao tác các nghiệp vụ các bạn mong muốn. Đối với chức năng thông báo ấy, thì là hệ thống sẽ thông báo các cái, nó sẽ gửi các cái notify cho khi có những cái thao tác hay là cập nhật tình trạng hóa đơn. Ở đây thì do là tài khoản demo của mình thì chưa có tương tác nhiều, cho nên là chức năng này đang tạm thời thì chưa có thông báo. Ở chức năng tiện ích hay là cái chức năng khác ở dưới ấy, thì các bạn có thể là xem hoặc là update được thông tin liên quan đến danh mục khách hàng này. Đấy, danh mục khách hàng các bạn tạo mới khách hàng bằng cách ấn vào vào cái phím cộng ở trên này, hoặc là hàng hóa cũng tương tự như vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng các cái kênh thông tin để được hỗ trợ kịp thời, ví dụ như là hotline của bên mình, rồi là các kênh hỗ trợ khác như là Facebook, YouTube hoặc là Zalo. Đấy thì cũng chia sẻ với các bạn ấy là để mà triển khai một cái ứng dụng mới cũng như là triển khai trên một cái quy mô lớn là rất phức tạp. Thì cũng báo cáo các bạn hiện nay là cái tập khách hàng của Shopdream hiện nay là cũng sấp xỉ 80.000 khách hàng rồi. Thì trong cái quá trình triển khai thì không tránh được những cái sự cố ngoài mong muốn. Tuy nhiên thì bản thân công ty chúng tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe những cái đóng góp cũng như là cái sự chia sẻ của các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn về cả sản phẩm lẫn chất lượng dịch vụ chăm sóc cũng như là hỗ trợ khách hàng. Thế thì chúng tôi rất là mong muốn nhận được những sự đóng góp chia sẻ tích cực từ các bạn. Một lần nữa thì thay mặt công ty Shopdream, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một thời gian vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng lắng nghe và cải tiến sản phẩm, dịch vụ để mang lại những trải nghiệm tốt nhất, làm hài lòng các bạn. Kính chúc các bạn và quý công ty của các bạn sức khỏe, bình an, vượt qua đại dịch. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.